Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, và mình là Tony. Thì trước mặt các bạn đây là một web mà khi đăng ký miễn phí nó sẽ tặng bạn 5 đô là miễn phí luôn. Thì thực sự là web này thì chắc chắn là quá nhiều bạn biết rồi, nó tồn tại rất là lâu rồi ấy. Mình ngày trước ấy, mình muốn giới thiệu cho các bạn là theo kiểu là rút được. Có nghĩa là mình đã đăng ký từ rất lâu rồi, xong rồi mình cố gắng chờ xem nếu như mà với việc đăng ký 5 đô la ấy thì liệu mình có rút được hay không. Thì thực sự là nó lâu quá thì thôi, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn để mà đẩy nhanh cho tiến độ luôn, chứ còn không thể đến chờ lúc mà mình đủ theo kiểu mà nếu mà cứ kiểu lập lịch xong rồi miễn phí được 5 đô la thì mà nó lại còn rút được nữa thì chắc là web này nó không biết nó sống bằng cái gì. Ok, chúng ta đi xem web như nào nhé. Ok, thì tổng quan web các bạn có thể nhìn thấy đây, nó vẫn là chứng chỉ đến từ Anh Quốc, rồi sau đó này còn thì kiểu lời giới thiệu click need to go to đăng ký nó sẽ cho bạn miễn phí nhá. Cái này nó đây, mình sẽ đầu tiên mình sẽ check nó cho các bạn xem lại nhé. Về cơ bản thì tất cả mọi người đều gần như biết hết về web này rồi, nên mà thôi mình cứ đăng ký đi. Các bạn có thể nhìn thấy, mình thì mình đăng ký link khác lâu rồi. Mình đăng ký thêm một link nữa. Link của web mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới. Username is Pinas. Ok, đăng ký. Tôi không phải người máy. Thì để mình sẽ cho các bạn mới, để cho các bạn nếu có muốn tìm kiếm may mắn giống như kiểu mình. Thực sự là cái web này thì chắc chắn là cũng nhiều bạn biết rồi, chứ không phải là ít bạn biết đâu, vì nó ra lâu mà. Kiểu này thế nhỉ, nó loát cái lại hình rất là chậm, để biết đâu là con ô tô tiếp theo đây. Thằng này nó có lên ô tô nữa không, xác minh là được, thử xác minh vẫn không được. Ok, kia ấn nhầm rồi. Ôi, mỗi lần nó lên cái này mệt ghê ấy. Nếu mà nó lên cái bình thường kia kích thì phải đỡ hơn không. Mình ghét nhất là kiểu kích này, nhất là khi mình đang nói sau đó mình còn ba loa nữa thì rất là dễ bị kích nhầm vì mất tập trung đấy. Đường lại kích nhầm rồi. Mỗi lần nó tăng độ khó cho game này điên với bọn này, này chứng minh rằng chúng ta không phải là robot. Ok, vẫn bị là thế nào, nhập vào đến khi không còn một hình ảnh nào mà vẫn bị là thế nào. Rõ ràng là mình đã nhìn thấy không còn một hình cái đường nào trên đấy rồi mà vẫn còn không. Đây, không còn một con ô tô nào nhá, vẫn sang mình. Đấy, được rồi, kinh quá. Đây, được rồi, đăng ký xong rồi, các bạn có thể nhìn thấy vào đây. Thì có một phần nữa là mình không muốn giới thiệu cho các bạn ngay là subscribe rồi. Đây, các bạn có thể xem cái video training thì nó có đưa cho một cái lời giới thiệu, thì thôi cái này các bạn có thể tham khảo. Cái một lần nữa là mình không muốn giới thiệu ngay bạn ngay để mình chờ cái CLX này nó lên sàn. Nhưng thực ra nó chả lên sàn gì cả. Các bạn có thể coi cái coin market cap sau tương lai, về tương lai thì nó không biết nó có lên sàn hay không, nhưng mà hiện tại thì nó chả lên sàn gì cả. Các bạn có thể vào coin market cap để mà xem coin. Thì cái này nó có một thêm một cái đồng CLTX đấy, nhưng mà khi cái đồng đây CLX này tìm không ra, tìm không thấy nó thì chứng tỏ nó chưa có public trên cái hệ thống của coin market cap. Đấy là khiến mình đang chờ, mình tưởng đầu tiên khi nó quét nó mới ra thì cái thằng CLX này nó mới phát triển thì có thể là nó chưa lên sàn. Thì mình cố gắng chờ xem là xem nó có thật sự là nó có lên sàn không, bởi vì khi nó đã lên sàn thì cái web này nó lại rất là ngon. Hiểu không? Thì chẳng may cái đồng này nó lên sàn thì chắc chắn là cái web này đầu tư vào không vấn đề gì cả. Đợt trước mình cũng từng nữa giới thiệu cho các bạn một web cũng tương tự như này rồi, nhưng mà cái đồng đấy mình chờ mãi cũng không lên sàn, nhưng mà min đầu tư vào cái đồng đấy nó tương đối là cao, chờ mãi cũng không lên sàn, mà sau đó thì các bạn ấy rút rất nhiều ở từ cái web đấy. Các bạn hiện tại các bạn ấy vẫn đang rút ở trên cái web đấy kiểu tương tự như thế, nhưng mà
Cái đấy thì nó lại không cho các bạn đô la vào đầu tiên, 5 đô la vào và nó đào đây. Đấy là 5 đô la tự động. Mình chờ lâu lắm rồi, bây giờ mình mới được cái leak của mình chờ lâu lắm rồi nó được hơn đô. Mình nhìn nó chạy chậm lắm. Nói chung là cái kiểu cho miễn phí này gọi là boilers thêm thôi, chứ nó chạy chậm lắm. Thì quét thì chạy tương đối là lâu rồi, không phải là gần gũi gì nữa đâu. Thì trên Sun này là cái này là sắp mở ra, chưa có gì cả. Ok, quan tâm nữa là cái phần này thì các bạn có thể nhìn tổng quan đây. Đấy. Thì nó có các ví để cho các bạn đầu tư như Bitcoin, ETH, Litecoin và đô la. Bạn có thể đầu tư vào những cái này. Và CLX thì thường là bạn sẽ không có cái con này đâu, vì nó chả biết nó dùng cái gì, nhưng mà con này nó kiểu chả biết nó cái gì. Thì đây cái nhiệm vụ đầu tiên ấy, thì các bạn muốn tìm kiếm may mắn thì có thể link mình sẽ để phần mô tả bên dưới để các bạn đăng ký và chờ nó đào. Min rút của nó là tận 10 đô cơ. Thế tí nữa mình sẽ thử tiến hành rút cho các bạn xem, tương đối 10 đô cơ. Ok, ấn vào deposit. Thì cái bước đầu tiên của nó đương nhiên bạn phải đầu tư, và các hệ thống đầu tư của nó có đủ cả. Nếu như đô thì khi kích vào mà thực ra là cái hệ thống đầu tư này thì nó đủ cả đây để cho các bạn điền cái địa chỉ vào. Thế khi bạn kích vào đô á thì có thể vào Perfect Money này. Đấy, bạn thấy chưa? Vào Perfect Money. Thì tiếp theo nữa là phần rút. Sau khi đầu tư thì chúng ta phải rút đúng không? Thì khi đủ tiền ấy, ví dụ như là đô la này, mình muốn rút về Perfect Money này. À, các bạn phải cài đặt trước, các bạn về setting này. Sau đó cái này mình đánh giá cao nữa là hệ thống bảo mật nó sử dụng cái scan code của Google. Nếu bạn nào chưa có cái app này của Google này, app này này, thì application app này này, thì các bạn lên App Store, CH Play các bạn download về cho mình để mà sử dụng cái mã pin này để mà tăng độ bảo mật. Rồi riêng password thì ở đây có địa chỉ Bitcoin, Litecoin, Dash, Card, ETH chứ các kiểu, thì các bạn có thể sử dụng nó. Mình thì sẽ sử dụng ví Perfect Money để cho các bạn, nói chung là mình sẽ làm bằng bằng đô la thì các bạn nhìn sẽ tổng quan hơn, vì nhiều khi mình làm bằng coin ấy, một số người nó không hiểu thật sự luôn, bởi vì một số người vẫn chưa hiểu quá nhiều về coin đâu. Một số người có thể họ biết nhưng họ chỉ biết về Bitcoin thôi, chứ họ không biết về những cái đồng coin khác. Đương nhiên mình sẽ làm về kiểu như phổ cập thì chúng ta làm về đồng coin nó sẽ dễ hơn, đô la sẽ dễ hơn, hiểu không? Bin code này. Ok, mình sẽ copy địa chỉ ví Perfect Money của mình, copy lại. Sau đó mình sẽ Perfect paste vào đây. Ở đây, có nhầm rồi, thiếu chữ B rồi. À, thiếu chữ U, copy lại. Save lại, ok. Mình sẽ save nó lại. Đầu tiên các bạn phải cài đặt nhá, save ví lại, ok. Thì sau đó chỉ ấn vào withdraw này. Thử cho các bạn xem. Nếu mà chọn đô Perfect Money và chọn này chưa có thế nào chứ. Ấn thử một đô. Thì nó sẽ ra luôn please window take some minute. Không có đồng nào ạ. Thì cái này mình không có đồng nào, nhưng mà cái link đợt trước mình gửi ạ, mình thử ấy, cái link mà mình đã đăng ký lâu rồi ấy, thì nó yêu cầu là 10 đô nó mới cho rút. Mình đã thử rồi, bởi vì mình đăng ký lâu rồi mà. Còn đây em vừa vào thì chưa, các bạn thể chưa nhìn thấy, nhưng mà min rút là 10 đô. Như vậy thì cái đây bạn thể sử dụng cái window thì kiểu cái này thì cái này coming soon, cái này đến sau. Ok. Thì tiếp theo á, cái này phần crypto trading có nghĩa là nó có hai dạng. Một cái là MyBank, cái này sẽ là đây, mình sẽ vào luôn chi tiết để nói cho bạn. Ở cái này ấy thì bạn sẽ đầu tư theo kiểu nó giống như là cái crypto trading này, cái mà bạn đang có ấy, hiện tại này, thì nó ất tip cho bạn luôn là 5 đô và cái lãi suất của nó là 0,6 đô đô la trên một ngày. Thì các bạn tính thử xem 10 ngày được 0,6 đô thì 600 ngày ạ, 600 ngày mới được 6 đô ấy, lâu kinh khủng luôn. 600 ngày là 2 năm trời ạ. Thế thì có bao giờ lãi đến bao giờ? Không bao giờ thắng được ở chỗ này. 5 đô la này cho vui rồi. Thì đây khi các bạn kích vào buy này, nó có bạn mua, thì mua này coi như là các bạn đầu tư với lãi suất là 1,16 đô la trên một ngày.
Đấy. Bạn có thể mua bằng đô, LTC, ETH hay BTC. Thì việc đầu tiên ấy, khi bạn muốn mua này thì đương nhiên bạn phải deposit vào đây. Thì sau khi deposit thì bạn mới mua được. Đấy, đại khái là như vậy. Đại khái là web này tuy là nó nói cho 5 đô thì đội mình giới thiệu luôn thằng này. Thằng này thì nó sẽ là cái phần TLC, là cái con đồng coin kia kìa. Nó sử dụng bài crown cho cái đồng này này, đồng CLX. Đấy. Thì với cái đằng CLX này thì BTC này thì nó hạn mức là 365 ngày và daily profit là 3.84%. Đây. 84 đô. Lãi suất của thằng này cao hơn là 3.84%. Nhưng mà cái thằng này thì nó sẽ không forever. 365 hạn mức là 365 ngày thôi. Chứ còn cái thằng này này nó sẽ là forever luôn, có nghĩa là mãi mãi luôn. Thế là 1.16%. Đấy là giữa hai cái thằng crypto và coin này. Thì cái thằng này một ngày là 3.84%, 10 ngày là đi 30%, 30 ngày là đi 300%. 30 ngày là hồi vốn nếu mua thằng này. Nhưng mà cái hạn mức của nó chỉ là 365 ngày. Vẫn lãi, vẫn tính ra thì vẫn lãi, thì các bạn phải tái đầu tư liên tục. Thì mình cũng không nghĩ rằng là con này nó có thể tồn tại hơn cái gọi là tồn tại hơn cái gọi là 365 ngày đâu. Mình không nghĩ là vậy đâu. Thì để cái hạn mức là 10 đô và lãi suất 3% một ngày. Và đương nhiên thì phải vào đây khoảng độ 10 đô thì mới trong vòng bao nhiêu lâu thì mới có thể rút được nhỉ? Trong vòng 3 tháng đấy. Lại để lãi suất 300% à đâu? 10 ngày này, 30 ngày, 10 ngày đã 30% rồi, 30 ngày là đi 300%. Đâu, 10 ngày là 30%. 30 ngày đi là 90%. 33 là 9 mà. Thì một tháng trong tầm hơn tháng, trong đại khái là trong tầm hơn tháng thì mình bắt đầu mới có lại thì bắt đầu mới đủ 10 đô rút, cộng thêm mấy cái này này, cái MyPack này. Cái này thì nó chạy chậm, cái này forever nó chạy chậm. Cái mua bằng cái này thì nó sẽ chạy nhanh hơn. Cái mua cái account này nó sẽ chạy nhanh hơn, còn mua cái này thì đương nhiên nó sẽ chạy chậm. Nhưng mà nó mãi mãi. Thì mãi mãi thì đương nhiên thì ấy hơn rồi. Nói chung là phải vào đấy ít nhất phải 10 đô về tầm ấy này. Còn Bitcoin thì để mình sẽ ấn vào deposit Bitcoin xem nó min của nó cho bao nhiêu đô nhé. Min bao nhiêu nhé. À, thực sự là nếu mà mua bằng Bitcoin thì khi bạn ra thì cũng sẽ ra bằng Bitcoin. Nhưng mà ra Bitcoin nó tương đối là cao đấy, không phải là bình thường đâu. Cái min ra bằng Bitcoin tương đối là cao, tương đối là lớn chứ không phải là ít đâu. Min của nó phải 100.000 Satoshi. Thì còn cái đây ví dụ như mình ấn vào đầu tư khoảng Bitcoin khoảng độ 0.001 100.000 Satoshi. Thì khi mình ấn deposit thì cái thằng này rất là hay, mình sẽ test thử cho bạn là nó ra cái mã vạch này luôn. Cái này thì mình mới đáng để mà tin tưởng này. Cái này kinh khủng luôn, là mình đã test thử rồi. Mình đã quét thử vào blockchain và quét các kiểu thì nó có nghĩa là nó sẽ ấy luôn, nó sẽ tính toán ra cái số này luôn. Bạn nhập bao nhiêu thì nó tính ra bấy nhiêu luôn. Thì nó sử dụng cái hệ thống đầu tư chính tại web. Cái này rất là ngon. Cái việc mà web nào nó mà nó cho cái việc đầu tư tốt như vậy thì chứng tỏ là web đấy ngon. Chứ còn nó mà sử dụng bên thứ ba hoặc là nhảy sang thằng khác là y rằng là web đấy là thôi, tốt nhất là chia tay hoàng hôn với nó đi. Chứ còn nếu mà nó sử dụng như thế này là nó đang tính toán hết tất cả mọi thứ. Các bạn chỉ việc quét địa chỉ scan này vào là nó tính hết tất cả mọi thứ cho các bạn, không phải lo gì cả. Thì mình cũng sẽ vào thử. Ok, mình sẽ thử vào bằng blockchain bằng cái này và đào thử cho các bạn để mua cái gói kia. Thì bây giờ mình đang quét mã quét ví blockchain của mình để mà thử mua. Nhưng mà cái việc mà sử dụng bằng Bitcoin ấy, bao giờ nó cũng sẽ rất là chậm hơn là so với hệ thống thanh toán bằng Payeer hay Perfect Money. Đâm ra có thể các bạn không thể nhìn thấy được. Thì sau này mình sẽ có clip rút tiền sau, các bạn có thể xem kênh YouTube của mình thì có thể nhìn thấy cái việc clip rút tiền sau.
thì nhất là cái sử dụng blockchain chậm kinh khủng luôn. Cái sự thanh toán nó rất là chậm. Đây mình đang loát thử. Ok. Mẹ giá Bitcoin bây giờ đang lên. Lưu ý rằng là các bạn đào bằng cái gì thì nó sẽ cho bạn ra bằng cái đấy, chứ không nó không ấy đâu nhá. Đây nhá, mình đã bay thử thì hiện tại mình mất mình chuyển vào thì mất 187 Satoshi phí, tương đương 0.15 đô la, và mình bỏ 100.000 Satoshi vào tương đương với 8.24 đô la, bởi vì giá Bitcoin này đang lên rồi, chứ ngày trước thì nó không ấy như thế đâu. Không ít thế đâu. Ok, bây giờ mình sẽ send để cho nó xem tình hình như thế nào. Thì thường thì nó mất một khoảng thời gian rất là lâu để mà gửi cho cái này đấy. Không biết là đợt này nó có nhanh không. Nhưng mà khoảng thời gian bay thanh toán của nó rất là lâu. Nhất là trong cái thời kỳ mà cực kỳ kinh khủng, là cái thời kỳ mà Bitcoin mà nó lên giá khôn lường ấy. Thì càng khó mà ấy luôn. Càng khó bay luôn. Là cái thời điểm đấy là càng khó bay. Thì ok, trong cái phần đấy này thì nó chỉ có vậy thôi. Nó chỉ có đầu tư vào và các bạn mua thôi, chứ còn 5 đô này này. Tuy 5 đô này là forever nhưng mà chờ nên lãi suất là 0.6% là 0.06 đô một ngày này, chạy mãi mãi này. À đâu? Em mình 129 ngày được 75 đô đây chứ. Đây 129 ngày thì được 7.5 đô à? 129 ngày là đi bao tháng ta? 4 tháng được 7.5 đô. Thì các bạn có thể tìm kiếm may mắn. Thì các bạn có thể tìm kiếm may mắn ở đây, không vấn đề gì cả. Còn các bạn nào thích đầu tư thì đầu tư thôi, chứ còn không thích đầu tư thì thôi, bởi vì quét này nó ra tương đối là lâu rồi. Việc mình đấm 100.000 Satoshi vào đây là cực kỳ mạo hiểm ấy. Mình nói bạn biết là mình đã đấm rồi, nhưng mà đấm vào là mạo hiểm kinh khủng luôn ấy. Còn thà chơi mấy cái quét mà kiểu như là này mình giới thiệu cho các bạn này, mà bây giờ mình đang rút ổn định này. Đâu nhỉ? Hiện tại đang chạy rất là ấm mà, nhưng mà cái quét đấy thì mình phân tích rõ rằng là nó sẽ đây. Con này này. Mình vào luôn, thà mình vào bằng con này thì nó còn đỡ mạo hiểm hơn, bởi vì con này mình biết lúc nào nó sẽ chết và sẽ ăn lãi được như thế nào. Ở con này thì mình biết. Nhưng mà con này ở đây đang cầy ấy. Con này thì nó còn mạo hiểm hơn như vậy cơ, chứ không phải đùa đâu. Đấy, đâm ra các bạn cứ suy tính. Chẳng qua thằng này là nó, mình hy vọng của nó là đồng CLX này nó sẽ được liêm yết trên sàn chứng khoán, liêm yết trên CoinMarketCap. Nếu thật sự nó liêm yết thì quá hạnh phúc luôn, kinh khủng luôn. Cái đồng này mà lên được thì không biết thế nào, không biết nó có lên không, nhưng mà nếu mà nó lên thì web này quá ngon luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem kênh YouTube của mình. Bạn nào chưa subscribe nhớ subscribe ủng hộ nhé. Về web có rút được hay không thì sau này mình sẽ có cho các bạn kết quả sau. Ok, cảm ơn bạn. Ok, các bạn lưu ý một điều nhé. Thì sau khi mình đầu tư thì các bạn nhìn thấy đây là Bitcoin mình đang chạy, là mình đã bỏ 150.000 Satoshi ra đầu tư. Thì ở mình chúng ta chỉ có thể mua ở phần này, còn ở phần này thực ra cũng có thể mua ở phần này, nhưng mà khi mua ở phần này á thì nó sẽ là của cái CLD, có nghĩa là nó chỉ cho các bạn đào cái đồng để đào đồng CLX này, mà khi nó đồng CLX này thì nó đang ở trong cái kiểu dạng như là chưa lên sàn ấy, thì rất là nguy hiểm, nên là các bạn không nên sử dụng cái đồng CLX này, mặc dù nó lãi suất nó cao hơn. Thật sự khi bất cứ các bạn vào bằng đô hay là bất cứ cái gì thì nó cũng sẽ là đầu tư bằng CLX, có nghĩa là chạy CLX đây và sử dụng cái này. Nhưng mà với việc bạn mua bằng cái banh này thì các bạn có thể đào bằng BTC. Thì đấy là trong cái trường hợp các bạn tùy vào các bạn muốn nhé. Thì mình hiện tại mình đang mua của banh của BTC, chứ mình không mua cái cao này. Đây các bạn nhìn thấy này, đấy mình đã đầu tư vào đây, cơ thời hạn là 129 đây, và cái sau khi lãi suất là được 225.000 Satoshi, và với cái này là 129 đây cũng là lâu đấy, 129 ngày là rất là lâu đấy, không phải bình thường đâu. Và đây nó đang đào đây. Thì với lãi suất là 1.740 Satoshi trên một ngày. Ok, cảm ơn bạn. Các bạn lưu ý cái phần đầu tư như thế vậy cho mình nhé. Để trước khi nếu như các bạn muốn đầu tư. Ok, cảm ơn bạn.